chiều tối đấy chưa? Đúng chưa? Chiều tối đó. Không kịp đấy. Cẩn thận không vào bèo ấy dây. Đây đây đây. Đưa người. To tướng nhà. Các bác này không có vật à? Không. Dài, được đấy. Ô mắt ở đâu em? Tai à? Mày tai. Mắt nhiều người, mắt nhiều người đi kiếm xem không ra được. Mình nhảy xuống trên cái. Ba tuổi. Cầm cầm vát, cầm vát. Mở ra bên. Và thôi nó lại chui vào gầm thuyền. Nhảy trên nóc. Ấy gì? Ngon rồi. Này là hôm nay đi câu là không mất công rồi. Ừ, không mất công rồi. Từ từ đó. Kinh chỉ bị lộc phi phật sợi. À, đấy bác thuyền này bác cái chuyên nghiệp bác cái bắt. Con mệt quá rồi. Bình đấy. Từ từ thôi để bác cái thả xuống. Bác thả cái. Bác bông mở rộng cái ấy ra cái miệng ra. Miệng ra. Kéo. Kéo miệng này, đúng rồi ạ. Ý xì. Ngon rồi. Chứ cứ từ rồi để nó mẹ nó đơ vớt đầu ấy. Xong. Mày chết. Ngon. Quá ổn luôn. To đấy. Ý gì. Giời, quá nhiều lưỡi. Cái gì nó quý vậy? Lui cần sợ lắm. Ngon rồi. Nhiều chép nhỉ. Cái không kịp ngồi cái hàng sau. May đấy, cái cần này nó cứ máy này lặng không chìm cần đấy. Ừ, nhưng mà câu ở đây thì phải làm cái dây to vào. Cái dây này, ấy có. Anh dây to mà, không biết cần ghi dây to gì á. Cái này mảnh giả quá. Thôi thắng con cá nha. Thôi, thôi còn chép vào hết rồi. Ngon. Rồi, quay đây. Rồi, ok, ok. Đây, 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 đây. Cá này. Qua này phải 2 cân đấy luôn. Gần 2 cân đấy. Gần 2 cân đấy, to này. Ngon nhỉ, trông khá ngon thôi. Con này là món chắp bom dưa rồi. Ôi, lưỡi lăng xê nó phải có cạnh.